phụ nữ chu kỳ không đều, khí huyết không ổn định, chân tay lạnh được xem là hiện tượng bị ứ trệ, tắc nghẽn của khí huyết, làm cho tử cung buồn trứng hàn lạnh, dẫn đến chân tay bị lạnh. Nếu gặp tình trạng này, để lâu sẽ dẫn đến các bệnh lý nghiêm trọng như rối loạn khí huyết ngày dâu, khó thụ thai, dễ động thai. Để cải thiện tình trạng này, chị em hãy áp dụng bài sau: táo đỏ 5 quả, nhãn 3 quả, kỳ tử 5 gram, nụ hồng 5 bông, một viên đường nâu, đặc biệt là gừng. Hãy cho cùng 500ml nước sôi, hãm như trà trong 10 phút và uống 3 lần một tuần. Trong gừng có chứa các chất chống oxy hóa giúp cơ thể duy trì nhiệt độ ổn định, làm ấm cơ thể từ bên trong bằng cách cải thiện lưu thông khí huyết. Khi kết hợp với một số hoạt chất từ thảo mộc có lượng vitamin và khoáng chất như vitamin B, C và sắt, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, tăng đề kháng và thư giãn ngủ ngon. Kết hợp ngâm chân với nước ấm 40 độ buổi tối thì chỉ sau một thời gian ngắn sẽ cải thiện được tình trạng chân tay bị lạnh do tử cung bị lạnh nhé. Này không phải là thuốc và cũng không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh đâu nha.